Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ bảy ngày 10 tháng 9 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 4 đài: đài thành phố Hồ Chí Minh, đài Long An, đài Bình Phước, đài Hậu Giang. Chúc các bạn may mắn và hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ mạnh với lớp 1, 1 đăng ký 1 like nha các bạn.